viên ngọc dơi. Những dịch bệnh hiểm nghèo thường xuyên là mối nguy hại to lớn cho dân làng. Tất cả mọi người đành bó tay vì người già bảo rằng chỉ có viên ngọc của dơi khổng lồ ở tận đỉnh núi mới có thể chữa khỏi mà thôi. Biết ai đi tìm ngọc dơi để chữa bệnh cho dân bây giờ? Động lòng trước tai vạ của mọi người, một chàng trai mồ côi song rất khỏe mạnh và mưu trí nghĩ rằng: ta chỉ có một mình, phen này ta sẽ liều thân lên núi tìm ngọc về cứu nguy mới được. Anh liền gặp trưởng làng từ biệt ra đi. Đã từ lâu không ai dám liều thân tìm thuốc. Giờ đây con ra đi, thật phúc đức cho dân làng. Con phải thật cẩn thận vì con dơi khổng lồ rất nguy hiểm. Mọi người liền chuẩn bị thức ăn, y phục và vũ khí tiễn chàng lên đường. Xin tạm biệt. Chúc tốt lành. Không quản gian khổ, ngày đi, đêm nghỉ, chàng trai ngày càng tiến sâu vào rừng thẳm. Vừa tới sườn núi, anh giật mình vì tiếng huýt gió vang rền, rồi tiếng thở phì phì của một con rắn độc to lớn xuất hiện. Ta phải thật bình tĩnh mới được. Anh tự nhủ rồi kêu lên: hỡi con rắn độc ác kia, phen này mi sẽ không còn làm hại mọi người nữa rồi, ta giết mi đây. Anh rút gươm xông tới. Suốt cả ngày, anh và con rắn quần nhau kịch liệt. Đột nhiên con rắn chồm tới mổ thẳng xuống đầu anh. Nhanh như cắt, anh nép mình vào thân cây. Con rắn mất đà, đâm bổ xuống đất. Anh nhảy ra, dùng hết sức chém đứt đầu con rắn. Ta mất sức quá nhiều vì con rắn này. Mệt mỏi, kiếm bị mẻ mất một miếng. Anh nằm lăn ra ngủ lấy sức. Khi tỉnh dậy, mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống chân núi. Thấy mình khỏe khoắn, anh vội vã lên núi để tìm con dơi khổng lồ. Vượt qua bao vách đá treo leo, bao vực thẳm. Cuối cùng, khi mặt trời khuất bóng thì anh cũng đến tận đỉnh núi. Bỗng có một cơn gió mạnh nổi lên xô ngã cây rừng. Anh ngước nhìn, đôi cánh khổng lồ che kín cả một góc trời. Con dơi đây rồi, thì ra mày bay làm ngã cả cây. Hết mũi tên này đến mũi tên khác, anh liên tục bắn vào con dơi cho đến khi không còn mũi tên nào nữa. Thế mà không mũi tên nào trúng đích. Con dơi đã nhanh nhẹn tránh khỏi. Thấy có kẻ lạ, con dơi bắt đầu tấn công. Nó bay vòng quanh trên đầu đối thủ. Bất thình lình, nó lao xuống đập mạnh đôi cánh tạo ra cơn gió hất tung anh lên không trung. Vừa rơi xuống đất, nhìn lên, anh thấy con dơi cũng vừa quay trở lại. Đợi cho con dơi hạ xuống gần, anh liền chém tới tấp nhưng không gây thương tích gì cho nó. Nguy mất, ta không thể chém đứt da nó thì làm sao hạ nó? Bị đau, con dơi càng hung hăng hơn. Nó tấn công liên tục. Chống đỡ một lúc sau thì lưỡi kiếm bị gãy làm đôi. Một lần nữa, bằng đôi cánh của mình, con dơi tung anh văng lên cao, rồi nó hạ xuống cắn trúng chân anh. Có lẽ ta chết mất. Nhờ sức mạnh hơn người nên anh chỉ ngất đi, còn con dơi thì bay đi khi thấy anh nằm im. Bỗng nhiên ánh sáng lóe lên và một ông lão xuất hiện. Hỡi cậu trai dũng cảm, ta là thần núi, ta sẽ giúp cháu. Cháu hãy mau chóng vào hang dơi. Tận cuối hang cháu sẽ tìm thấy viên ngọc trên tảng đá tròn. Nhanh lên cháu, vì đến sáng con dơi quay về thì nguy. Anh giật mình tỉnh dậy, không còn thấy đau ở chân. Nhớ lại lời chỉ dạy của vị thần núi, anh liền tìm đến hang dơi. Trong hang nồng nặc mùi hôi thối. Vào càng sâu thì lối đi càng đầy chông gai, sỏi đá, lại càng tối nên chẳng thấy được gì. Với quyết tâm, anh lần vào và cũng đã tìm thấy viên ngọc. Đây rồi, ta sẽ cứu được mọi người khỏi bệnh tật. Sau khi cẩn thận cất viên ngọc vào áo, anh lật đật men theo sườn núi trở về. Phần vì trời tối, phần vì tranh thủ thời gian tránh con dơi, nên anh bị lạc hướng. Mãi đi, đến sáng thì anh thấy mình ở một nơi xa lạ. Đây là đâu? Ta bị lạc rồi. Thôi, cứ tắm rửa cho khỏe rồi kiếm đường về. Đang tắm rửa, anh nghe có tiếng khóc của một cô gái nên anh vội tìm đến. Cô gái buồn rầu kể: cảm ơn lộc tốt của anh, nhưng anh sẽ không giúp em được đâu. Nơi đây, hàng năm mọi người phải tế cho hung thần một mạng người. Còn 3 ngày nữa
thì đến lượt em dâng mạng cho hung thần. Thật sao? Tôi sẽ tìm cách giúp cô. Sau khi kể mọi chuyện, cô gái dẫn anh về nhà. Mọi người tiếp đãi anh thật tử tế. Cô hãy yên tâm, tôi có cách cứu cô rồi. Trong 2 ngày nữa, tôi sẽ trở lại. Từ giả cô gái, anh lặn lội vào rừng, tìm đốn những cây rắn chắc và đóng thành một cái củi có 2 ngăn. Đúng hẹn, anh trở lại dẫn cô gái ra bìa rừng chờ tế thần. Nghe kỹ đây, khi nào hung thần đến thì cô dụ hắn chui vào củi kia, còn cô thì ngồi ngăn bên trong. Tôi nấp trong cây và sẽ cứu cô. Chẳng bao lâu hung thần đến. Ha ha ha, cô bé đến nộp mạng cho ta đấy à? Thật tuyệt. Tôi nộp mạng cho ngài đây, ngài hãy chui vào đây. Không biết âm mưu của chàng trai, hung thần chui đầu vào. Ta vào đây cô bé xinh đẹp à. Chỉ đợi có thế, chàng trai từ trên cao nhảy xuống, dùng hết sức chặt vào cổ hung thần. Máu hắn phun lên láng. Anh liền tháo củi, dẫn cô gái về nhà. Mừng vì con thoát chết, và nhất là từ nay thoát khỏi sự đe dọa của hung thần, nên gia đình và dân làng tổ chức đám cưới cho họ. Xong đâu vào đấy, dân làng tặng cho họ một con ngựa quý, quà cáp để họ trở về quê cũ. Nhờ có Ngọc Dơi, 2 vợ chồng anh ngày đêm đi cứu chữa cho mọi người. Kể từ đó, không còn dịch bệnh nào nguy hiểm.